Hay trời. Ôi ơi bự. Ơi chào cả nhà. Hello. Nhìn tao. Nhìn tao. Cái gì? Bự không? Không bự không. Trời ơi. Lại anh em ơi. Mấy ổ đi hả tao? Hay chụp giống móng cây giống nãy đây rồi cho cả nhà ơi. Bự không? Gì? Bự không? Ôi trời, lại đắng, lại đắng. Trời trời, bự lắm trời. Tim kìa, tim kìa, tim kìa, im đi. Có tim nó đâu? Là kia nó kia lại. Bự không? Tim nè. Nó kỹ đắng rồi ơi. Nó ở đâu nè? Phải im bên tao, im đứng im vô nha. Rồi em bay bắt nó nha. Im đi, im đi. Im đi, đừng im được lúc đầu kìa. Trời trời, lần nữa ơi. Lại. Im nó chậm rồi. Kỹ cái lại, nó chậm ở chân nó luôn rồi. Nó chầm cái chân cái này luôn trời. Vừa lấy cái điện thoại ra nhà lại nữa trời. Đi đâu thấm nước chứ mà. Còn nó còn chậm nữa chưa đi đâu. Nó không rặn, nó không đi mà nó chậm ta. Hồi nãy cả nhà thấy nó đậu lú lên không? Ừ. Nữa kìa. Trả lại. Đi đâu? Đi đây. Nó chậm, nó quặp cái tay luôn, đâu đâu cầm được. Nhắn nó ăn chỗ mà học à. Lượm đứa con cả nhà ơi. Trong ngày nào đây mình đi săn không nhắn đầu tiên vậy? Nó phịch lên cái chân đó nữa ta. Ngoài ngoài hồi nãy lúc nãy ngoài ngoài lên tim nó. Ủa thế bưởi. Còn xài được cả nhà ơi. Ê, tiếp tục lên em ơi. Không có được chứ bộ. Bờ này là cái vườn này lâu lắm rồi, anh em lúa không có đi nữa cả nhà. Rồi, tiếp tục ha. Thu lên tèo. Lại tao cho tèo trong đây. Kìa kìa, im im, bự lắm bự nha. Im 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 im. Đó, lại lên. Đi đâu? Đó tới sao nha. Đâu đó đó. Mày chán bây giờ. Chặn tèo. Trời. Con gì con gì lặn? Con mối lên tao xuống lên tao.
đi biết được nằm đâu đâu, coi nó nằm đâu chụp luôn à. Hàng chuột nữa nè. Gì vậy? Mày nó hại con chuột này. Đây hàng đó nè. Hàng chuột hàng cua. Chạy ra nó chạy ra nó liền nó sang. Hàng này quá nè. Cái chủ cà lạo đó. Nó phù lắm. Chúng nó nặng hụt chưa? Hụt nó bên đây nè Sang ơi. Đâu? À. Dính không? Bự ra không? À. Dính này. Lợm, con bự bự không à. Ê, một con nữa cả nhà ơi. Hay này hay gì? Chắc ăn cua. Ăn cua. Có chuột rồi. Anh em ơi, coi chừng nè. Sao vậy? Nó tung á. Đáng nghe lời. Đi hướng nào xem. Đi qua này. Lại kia lại ơi. Đâu? Của anh hả? Ừ. Hèn luôn. Gì dạ? Chó quá. Lặn ơi. Chuột đó. Lên bờ, lên lên qua luôn á. Chắc dính quá. Trời trời, ông đào ông chuột chạy vào không hay. Đúng rồi. Trời ơi, nó bự. Bự trời. Trời ơi. Chứ bên lửa. Phải không? Lặng tim ổn ổn qua ông không phải không? Cái này cũng đắt ghê. Làm sao? Bẻ răng vậy? Ừ, bẻ răng. Thôi, không con à. Một cái mà. Trời ơi. Im nha, bữa nay vô ngay luôn á nghe. Hồi nãy nhắc lại đó, chắc là đổ anh Tèo dần qua đó anh Tèo. Chứ đâu nữa, thằng này đó đó. Cái trường như sao giò đó mà. Khùng ha. Đâu? Đi đi. Đâu? Đó, 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 đó. Sang chút mát. Đó, lại, 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 lại. Đó, đó. Im. Thấy cái đuôi rồi. Chín rồi. Chín rồi. Đây cái đuôi đó. Ừ. Bên kia con nữa. Đây nè. Dụ dụng dép. Chặt đầu cái đâu, vậy đâu cái xuống này tôi đi xem sang. Rồi rồi tới đây rồi, lại. Rồi kỹ đi xem. Gắn mối gặp người ta chạy y chang là tàu cao tốc gì đó. Trời trời. Giữ trời. Dính rồi. Trời ơi. Chớ xuống cái phật như ghê trời. Giữ hết. Nhanh lên chứ bộ. Có chỗ chỗ chuột nằm nè. Bạo quá. Ừ. Cá lóc. Chót. Bay qua cái nhà. Nổi không anh Tèo? Biết. Chừng dướng cho anh kìa. 1 2 3 ơi. Wow. Chứ giờ sáng dài lắm. Nhẹ nhàng. Xe nó búng cái nó bay qua khỏi bay Sang ơi. Xuống mé lại, xuống mé lại. Đó lại, lại xuống mé lại. Đó.
Tiêu rồi. Thấy tới đây mất tiêu nè. Đây là có hàng không? Coi nè, coi nè. Đó mất tiêu đó. Ê, đó đó. Đụng hôn. Bịt bịt. Không thấy gì hết vậy. Vậy. Nhỏ quá trời không dính ta. Đó, thôi chút xíu mà quê. Tiệt ta. Hàng công. Hàng công mệt. Lãng nha, lãng nha, lãng nha. Đang không biết đụng không? Rồi anh em dẹt hết anh em ơi. Dẹt, dẹt, dẹt. Thì đó có ngắt hay gì? Dẹt chống hết rồi được anh em ơi. Thì đó đáng anh đâu? Dẹt mấy dưới sang ơi. Chừng nó chạy là khó bắt lắm nha. Đây nè, đây nè. Tới đây nè, tới đây nè. Đây lại ơi, lại đây lại ơi. Qua đây luôn. Đây nè quê. Lại đây nè anh em ơi, anh Tèo ơi. Rồi, túc túc cái này nè. Qua đây luôn. Nước. Thôi đừng có chảy, đừng từ 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 hết đâu. Đó rồi, đó rồi. Khoan, hàng nào bích ra hàng nào đi. Nó tung ra đây là mình bắt không được nó đó. Bư cái cây này nó lội gọ ra. Nè, đụng đây nè quên. Khoan, 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 từ từ á. Đừng có động, động nó chạy à. Em bớt, kia lại tới nè, sang ơi. Mượn cái hàng, không ai. Ui vậy. Em là bớt mà được. Để nó ụt cho đăng cái là mình mạc liền đó. Này chắc không ăn sâu đâu hay là. Ừ. Đỡ. Mùa nước làm sao xì lên. Nó bạ luôn. Đây hàng lại. À, đây nè. Đây, 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 đây. Clip nó lại kìa. Rồi, chơi. Quang quang này nè. Má hay chưa phục nè ha. Đây này anh Tèo. Cái này nó bư dạ chưa nó vô. Trong. Tôi coi chưa, coi chân đồng nè. Cỏ xanh xanh nha. Kỹ nha anh em. Chạy này, chụp. Hai này có sen đó nghe. Qua đó có sen rồi. Ừ. Đừng ngắt tung quá sang. Chưa 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 này nào con nào có hang đi. Dạ, hang đâu quên đó. Cái chỗ này nè. Ngắt tung rồi. Nó nhà lầu rồi hả? Hang tầng hả? Cũng tầng rồi, cái này là dòng lỏng rồi. Hang sâu sâu dưới kìa. Thôi nha. Xuống cái mé kia là sang. Sao đằng kia lại lỏng đằng kia nữa hả? Hang là dòng rồi dòng á. Hang nào mới mình phan hang đó đi. Ăn lẩu quá. Trời ơi. Ăn làng làng, hang nó cũ rồi. Hàng nào mới? Vô cái địa đạo rồi. Đang nhiều tầng lắm. Con này
Chào hàng nào thì hết hàng đó mà quên nghe xem. Rồi. Trời trời. Đây nè. Đây nè. Mới. Qua đây. Cái này nó chỉ mới bư rỡ chưa có thành hang. Anh dưới đây rồi. Qua đây đây. Nào. Đó. Đó nữa. Lá nha. Đứng ngoài vô đây chứ gì. Ừ. Gì á? Gì? Thứ cái đuôi không trời hết hồn trời. Đứng ngoài vô nè. Mới chán luôn rồi lại. Sao lưng anh này cưng. Đâu chừng mới chát luôn đó. Đâu lên đó. Ừ. Lắm mới nào ơi, còn láng lừ luôn á. Hồi hộp đào vòng nãy giờ. Nó cùng rồi. Cùng rồi. Không, cùng bên nó còn hang đi thẳng vô đó đó anh Đào. Nó được. Cùng lên. Không biết cơm ở cống nữa. Láng cái dây không rắn nữa trời. Ừ. Cái này nó lừ luôn rồi. Có vô giò. Có vô giò đi không? Có. Cái đó lên tèo ơi. Chờ trẻ nữa anh ạ. Còn hang nào qua đây em lại xem. Còn có một lỗ thông hơi nhỏ thôi nè. Là đường đó đó. Đang lừa rồi trời. Đi tới rồi đó, tới rồi đó. Em xuống rồi hả? Em xuống nữa anh Tèo ơi. Hay này cú xì. Cái này dịnh đâu giờ, anh để cho mày đào luôn đi, dịnh đâu. Hay này cú xì rồi. Cũ rồi hả? Ừ, cái này cũ rồi. Đi qua đây sao thấy nhẹ kìa. Đâu. Đó. Ừ. Đâu. Nó xuống nữa rồi lại. Ướt rồi.
Sao mới bơi con rắc hay vậy? Tới đây. Bắt nhỏ nó mới bơi ra hay vậy? Tôi không dám tắt nước không được. Láng lại nè. Láng lại rồi đó, cái thằng này có nè. Khoan, về dẹt dẹt chỗ này coi có không. Có xịn quá. Lấy có nè. Uống nước luôn. Đâu đi? Có. Đó mà. Mở miệng cho bự bự coi. Ừ, có. Chừng nó tung á, anh tải xuống dưới tiếp lên nào. Mở miệng luôn hả? Láng lắm láng nha. Dạ, dạ, dạ. Đừng có la cho nó nhanh không đi. Nhung nhất rồi đó, nhận ra đó. Chúng chờ tạt, có thể tạt lại nghe lời, xem. Anh sẽ đào tới nước hả? À? Nước là nước. Nó nhung nhất già đó, nó chạy. Là nó đó hả? Nó già hay là nó chạy vậy cho thấy. Nó chịu có ở cho mày, đắp nó. Không mất cỡ, không ra nữa. Hồi hộp quá. Kìa. Tới hả? Láng đó mà không có chuột gì đó. Láng rồi. Nước rộng này hả? Qua lấy phật 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 nước lên. Có không? Không biết nữa. Lộn sống. Đợi đợi cỏ kìa. Đầm nước mạnh lắm. Thủ cái cây sàn. Hello. Cho nó bảo hỏi ông đi. La cái này phục vô lại nữa rồi. Hai mày thủ kìa. Kìa kìa kìa. Gì mày thủ tao sáng rồi già. Ừ. Cống cống. Đi, cống, cống 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 cống. Cống cả nhà. Lú đầu rồi anh Tèo ơi. Thủ đi. Thủ gì nó thục vô rồi, thấy được, thấy mấy em hay ngoài, nó nhìn nhìn cái nó giọt ngoài rồi. Tôi hay, tôi sợ nghe chân cái lỗ luôn nè. Hồi nó lên đây chỗ này. Kỹ hết rồi. Đè dính luôn hay vậy? Rồi đào đi ra rồi. Đào đi lại. Nó thấy mình ở đây là nó không ra rồi. Kỹ nha anh em. Là đó nghe sang. Ừ. Em lại coi. Nè Tèo ơi. Nè Tèo ơi, hôm làm sang cái rồi đó. Trời bỏ mày lên đây nữa mà. Không còn to chứ gì nữa. Có một sang rồi đó. Có ba mà sao nó không đung đung chứ. Vẫn có mà. Cái đuôi đây. Đâu? Đuôi kìa, đuôi kìa, đuôi kìa. Bắt liền. Anh Tèo sẵn sàng trúng chuột chết queo luôn rồi. Chắc dễ lắm.
Ủa xe rút lên đó xe thôi. Rút rồi đó, rút rồi đó. Tại số à. Tại số rồi. Kêu đó. Vụt nữa rồi. Mới nắm mới vụt mà nó kêu nè. Nó dài lắm. Da chụp kẹp. Tại cái thập có tay vô, con chuột con dâm nó dữ lắm. Thọc tay vô chỉ xe. Đó. Nó không phải chuột cơm đâu mà chụp chụp cái đầu cái bị hoang. Thôi để nó bằng tới đó, bắt đuôi bằng đuôi đi. Không phải như cống dâm mà con cơm đâu. Đó, lâu lành lắm nghe xe. Trời ơi. Đồ bắt mẹ đi. Nhìn tao. Anh thèo anh khì. Lại mình hết hồn hả? Cái đuôi đâu rồi sang? Lại. Mình đó. Có mình luôn hả? Qua nó sang thôi. Lấy con chuyện thôi. Nó bụm ra rồi. Trời qua đi. Nó nhột nhột, cạp cạp nhột nhột. Sáng nè, không nhầm mình học tay vô chặn đầu nghe, nói không nghe nha. Bắt đi. Từ, còn dính chứ. Nó đổ đổ lên kìa. Cả nhà ơi. Dính chưa? Dính đùi rồi. Chừng hai con đó. Trời sao nó chạy. Trời kêu à, hột hột rồi. Được không? Khử được không? Dữ lắm rồi. Dữ lắm kêu rồi, dữ lắm kêu rồi. Không. Lụm ngay nhà ơi. Ba hang rồi mới lụm được đó. Uột. Từ từ. Đập hay gì vậy? Khoan, dạ đè tay vô. Ừ. Bự không? Bự lắm, giò bự lắm kìa. Dạ, 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 dạ. Bưởi ơi. Bưởi ơi, bưởi ơi, bưởi ơi. Sang ơi, ủa lộn lại ơi, cho cả nhà thấy đi Sang. Lại. Ủa sao ngày nào hổng nhà mình đi săn cũng có chú gấu người ta. Giống tèo. Tèo hình thở không nổi luôn rồi. Coi còn nữa không? Con này con cái hả? Cái. Bự. Chạy ra đây. Hôm nãy giờ. Đây, không dám bụm, không dám cho chạy. Không bán cho đôi gì vậy thì chụp ăn trước à, mệt lắm á. Ê, thử coi còn không sang. Không biết đâu nó có lút cái đuôi vô nữa là sao? Hết rồi. Thử thôi, đạo chỉ ăn bự lắm, công công. Hết rồi quên. Con một. Trốn từ sớm nhà đầu. Sới hết bờ đất luôn cả nhà ơi. Xin tâm nãy tới lại đây tôi quất cái dính lại. Hay quá đi. Phải luôn. Chỗ này nó không có gốc xài, phải có gốc xài. Mệt mỏi với con này á. Đuối đó hả? Khoan giữa này nè, cho xài chết nè. Chứ không phải con giữa này xài nữa đúng không? Mang hết cái bờ đất này luôn rồi cả nhà. Vòng vòng hồi giúp cổ cái hang cuối cùng lên đây. Nó ở đây. Đánh lạc hướng mà. À, đi thôi cả nhà ơi. Quá im, quá im. Đó, 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 đó. Nhồi lại, nhồi lại. Ở đây rồi. Lụm không? Lụm. Dính không? Dính. Đây rồi mà nướng đâu có vụt rồi. Dăng mối cục đôi. Tiếp tục cả nhà ơi. Bữa nay có anh Tài đi hên với ta. Thì mà lần nào lại cũng nói xui. Cũng nhùm gắn lại. Trời 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 trời, những lô ra lục bình. Im 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 im. Đó đó. Cái này. Đâu vậy? À, chạy lên đó luôn. Đó đó. Chị chạy vô ngoài kia. Lùa tới sang, đừng cho nó chạy lên Quỳnh sang. Nó lại. Trời ơi. Dính rồi. Nghe nhàng thêm khối. Làm tao cũng sang lại tao thủ chụp mà chụp dính nè. Nghe nhàng ta. Càng lúc càng hay ta. Mới chuyển giới rồi. Mỗi lần chuyển giới là chụp giỏi vậy nè hả? Dễ đâu? Chuột. Trời. Dính
Đây, sang không? Sang. Thử ra đây. Nhìn đi nha. Chỗ này bịch quá hả? Đánh trống không? Trống lụa đó. Lụa đi, lụa đi. Hình như là không thấy nữa rồi đó. Rồi, qua sông luôn rồi. Còn mới chuyển giới theo kìa. Thôi, bỏ đi. Con nhỏ không có bự cả nhà ơi. Xuống lại. Nói lại. Lại đó lại. Hai con ở đây. Vô đi, vô hang luôn đi. Khoan, mấy con? Hai con vô hang thôi hả? Hai con vô hang hết rồi. Cái này ra không? Không? Một con. Một em. Hai em. Con gì lên hay vậy? Gì? Con này chỗ lên trên đó. Xuống tiếp đi. Cho xuống anh Tèo ơi. Tiếp không? Dưới đây. Dưới đây. Qua chi giới gì đó hả? Gì vậy hả? Chuyển giới gì miết vậy đó. Ít đuôi. Đấm, con này bự nè. Đó quá. Chân nhiều nặng rồi đó. Quá dữ. Dư. Mình đi vô đây cái mình bọc da. Nghe hả? Dữ lắm bự nha. Dạ. Nó trống kìa lại. Chạy ra bây giờ. Trống mình kia. Đào mới được anh Tèo ơi. Đó. Ê, có khách gì dưới không kìa? Ừ, này có hang gì dưới này nè. Hang bên đó láng kìa bạn. Xuống dưới nước này thôi. Xuống dưới nước này. Hay sao? Okay. Xuống đây nè. Tay cái nó ụt lên. Đặt phan tím hồ nó dần lên. Đó. Đặt thiệt nữa mấy lần. Đặt thiệt hả? Xuống tới dưới luôn rồi xe ơi. Đào luôn ấy. Nó bự lắm. Một khe. Hổng gì gom gom năm con cũng gom rồi đó. Biết nào lúc lên lần nữa. Hồi nó con ngập đúng lên à. Chưa kiến lửa. Báo một cô. Trời ơi trời nó bự. Chúa. Hậu chúa cả nhà ơi. Rồi. Tu nhông xuống rồi. Tu nhông luôn. Clip lại cả nhà mình đào xong rồi mình clip lại. Người ta gặp người ta cũng không có la mình. Lần sau còn nói rồi nhé. Dạ, đúng rồi. Chết rồi chú. Đây nè anh em. Vô hang nữa anh em ơi. Ừ.
này quá. Ừ. Đi trên này dưới. Ê lên. Nó lên rồi đó. Ừ, tới tới. Cái nữa. Này cũng chổng rồi xem. Chơi nó mới được. Trời ơi. Mày vô hang hả bưởi? Trang bị sẵn không? Ừ, đâu. Nặng rồi đó. Sau một hồi săn bắt thì anh em cũng có mồi rồi cả nhà. Đây bọc rồi. Trời ơi trời, chạy dung dinh vô kìa, đây đây đây. Chạy dung dinh vô rồi đó. Đó là là. Im. Chạc ơi. Sang. Im. Lại tới cái tay cái lúa nữa rồi. Sao lại? Sao lại? Chắc dính quá à. Gì? Dung ngay tay mà. Trời ơi. Cái quái. Dung ngay được một nước. Mò. Thấy cái chăng này thì nó hụt luôn ta. Tôi cũng thấy cái chăng nữa. Hút lên rồi. Ây da. Đâu? Sao vậy nó? Đi lên anh Tèo ơi. Từ từ. Tèo ơi. Cục đá nha Tèo ơi. Không nghe gì hết hả? Không nghe mà chưa, mới chín đó. Đây nghe dưới đất cho Tèo á. Không có gì hết á. Rồi, cứ bên kia luôn hay gì vậy? Có không? Không sao. Kỳ dạ. Nè, đụng con nè. Ê trời. Con nó bự. Đúng không, đoạn chúa. Thôi, giờ cùng đường rồi, ra tới đường rồi mình về luôn đi. Nè, chụp cục đá quá ơi. Chân cục đá. Đây, bữa nay thành quả của mình đó cả nhà. Hả? Bữa trước giờ á, anh em gom lại cũng được 5 con chục cống rồi cả nhà. Không biết là mình sẽ làm món gì đây. À, chuyến này về 50 cống này là anh em lúa sẽ làm món cho cả nhà xem nha. Hẹn cả nhà vào clip sau. Bye bye cả nhà nha. Tròn ô bữa nay cái thành quả của mình nè cả nhà. Rồi bye bye cả nhà. Bye cả nhà.